Chào mừng quý vị đến với Postcom. Trong video này chúng tôi ra mắt với quý vị và các bạn một mẫu chậu khắc rất là đẹp, mẫu chậu khắc cá của lò gốm Nguyên Phát. Như quý vị thấy thì mẫu chậu khắc cá của chúng tôi với họa tiết hoa văn hoàn toàn được khắc tay, khắc thủ công bằng tay. Hoa văn là khắc cá và khắc hoa cúc như quý vị đang nhìn thấy. Chiếc chậu này có kích thước phủ bì là 39 x 30 x 10, kích thước lọt lòng là 34 x 26 x 8, với giá bán là 850.000 đồng một chiếc. Một chiếc chậu rất là chắc chắn, dày dặn của lò gốm Nguyên Phát. Và như quý vị thấy thì đến với Postcom, chúng tôi luôn luôn lựa chọn những mẫu chậu đẹp nhất, bền chắc nhất. Và chậu có như thế nào thì chúng tôi sẽ nói như thế khi quý vị và các bạn đặt mua hàng. Giá bán 850.000 đồng là giá báo tại video này, và giá có thể thay đổi tùy theo thị trường tăng hoặc giảm như thế nào, chúng tôi sẽ báo ngay khi nhận được giá mới. Và chương trình giảm giá thì chúng tôi luôn luôn cập nhật hàng tuần, vì thế quý vị hãy gọi điện hoặc nhắn tin về cho chúng tôi theo số điện thoại 0966 061 033 để nhân viên của chúng tôi được tư vấn cho quý vị và các bạn một cách rõ nhất. Quý vị muốn tham khảo thêm nhiều mẫu đơn mẫu chậu của Postcom, vui lòng vào phần mô tả ở phía dưới video nhấn vào link danh sách sản phẩm. Ở link danh sách sản phẩm thì chúng tôi luôn luôn cập nhật liên tục các mẫu chậu, mẫu đơn mới. Và hãy tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách like, chia sẻ, nhấn đăng ký để kênh của chúng tôi ngày càng lớn mạnh. Và đừng quên số điện thoại liên hệ của chúng tôi là 0966 061 033. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.